Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mê vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh ạ. Dạ kênh Cuộc Sống Con Thơ Hậu Giang hôm nay có mặt tại chợ hoa đường Hoàng Văn Thụ, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình không khí chợ mai Tết ở đường Hoàng Văn Thụ, cũng như là hỏi giá trực tiếp cô chú anh chị mình một số cây mai đại lộc để chơi Tết nhé cô chú. Hiện tại thì em đang tại lô mai bán Tết của chú Năm Sông. Dạ, vườn mai của chú Năm Sông ạ. Chuyên mua bán và chăm sóc các loại mai hả cô chú anh chị. Có một số cây đại lộc bonsai rất là đẹp luôn hết. Cô ơi, cây này giá bao nhiêu ạ cô? Cây này 1,5 triệu. Dạ, còn cây này 1,3 triệu, 1,2 triệu, dạ, có đủ giá hết. Dạ. Như cây này là 1,5 triệu phải không cô? Dạ. Này quá. Dạ. Nút nụ này khoảng bao lâu thì nó sẽ gộ hết cô? 28. Dạ. 28 là nó gộ, bây giờ nó lắc đó, bây giờ. Cô ơi, vườn của mình ở đâu lên bán vậy cô? Ở Cái Răng, ở Đông Ba Láng. Dạ. Bán hơn 20 năm rồi. Dạ, mình bán ở đây là chỉ có đại lộc thôi hay là còn có giống mai gì nữa không cô? Giáo nè. Dạ. Cái này đại lộc nè, đại lộc mẫu nè. Nó là đại lộc đó. Còn giáo là nằm ở ngoài đó. Dạ, mình có dạ, mình có đại lộc với giáo hả cô? Đại lộc với giáo, phú quý. Dạ, phú quý. Dạ. Như cây đại lộc đang có bông này thì mình bán giá bao nhiêu ạ? Cây đó, cây đó là 1,8 triệu đó. 1,8 triệu mà để ở lên mẫu đó. Bông rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, đang gộ bông luôn nha. 1,8 triệu. Cái gốc rất là đẹp luôn á cô chú. Dạ, cái gốc này khoảng bao nhiêu rồi cô? Bao nhiêu năm rồi cô? Cái này hả? Mười mấy năm rồi đó, 13, 14 năm rồi đó. Ghép lên là 5 năm rồi. Tức là cái này ghép được 5 mùa. 5 mùa dạ. Đó. Mình bán giá là 1 triệu 8. 1 triệu 8, cái gốc là gốc mai vàng hay gốc tứ quý? Mai vàng, mai vàng. Dạ, cái này 1 triệu 8, giá cũng rất là dễ chơi ha. Cái bo ghép là lớn rồi nha cô chú anh chị. Dạ, cây này là mình giống giống mai gì hả cô ha? Đại lộc, thứ bông đó nè, nó nè. Cây này cũng đại lộc. Đại lộc luôn hả? Dạ. Vàng này là đại lộc không à? Dạ, như cây cao này thì bao nhiêu ạ? 1,5 triệu. Cây này 1,5 triệu. À. Cây này ghép mấy mùa vậy cô? Cái này hả? 4 mùa. 4 mùa. Mình có giao tận nhà không cô? Tùy. Ví dụ tùy khách, tùy cây mình bán. Cũng có giao tận nhà. Bao nhiêu cây thì cô mới giao ạ? Ví dụ như cây, 2 cây thì giao. Ở đường xa thì ví dụ tính tiền chuyên chở thì đằng này có người đi giao tới. Dạ. Cô cho con xin số điện thoại để có gì mình tiện liên lạc cô ha. 0907 762 188. Rồi. Cô tên gì ạ? Để vườn mai Năm Sông. Dạ, vườn mai Năm Sông. Như cây đại lộc mini này thì mình giá bao nhiêu hả cô? Cây nhỏ này hả? 150. 150 hả cô? Cây bển gì hả? Cây này nhỏ nhưng mà nút nụ dữ lắm luôn nha cô chú anh chị. Tết nó y như mũ, bông mũ vậy đó. Dạ. Cây này mà để vàng là rất là đẹp. Hết sảy rồi. Đắng. Dạ, còn cây nhỏ nhỏ này là bao nhiêu ạ? Cũng vậy nè, tại gốc khéo á. Cũng 150 luôn. Gốc khéo. Cái này để bàn chơi hết sảy luôn cô chú anh chị nha. Đó, nụ lên hết trơn. Năm nào cô cũng bán ở đây hay sao? Bán đây gần 20 năm, hai mấy năm rồi đó. Dạ. Lô cố định luôn. Cái cây này bao nhiêu ạ cô? Cái đó 1,2 triệu. Cũng đại lộc. Cũng đại lộc luôn hả cô? Hình thú. Dạ. Đẹp lắm. Để đấy là cô làm quay qua con mây coi nè.
đế rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Có cái đuôi nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái này là 1,2 triệu ạ. Dạ. Như cái cây bên đây thì giá bao nhiêu hả cô? Cái nào con? Dạ cái này. Cái này hả? Dạ. 1,6 triệu. 1,6 triệu. Bao nhiêu cây thì cô mới ship đi ạ? À, tùy bao nhiêu cũng cũng có người ấy hết tới hết. Dạ. Bảo gần gần ở đây thì mình giao được cô hả? À, đúng rồi đó. Như ở xa là phải có người phải chở đi. Như miền Trung là mới lấy tương chục cây mà tới Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Dạ, cái miền ngoài cô vẫn ship ạ? À, vẫn ship đi đó. Dạ. À. Dạ, cây đại lộc lớn, đế đẹp này thì mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Cây đó 2,5 triệu. Dạ. Ôi dạ. Trời. Cây này mình ghép mấy mùa, con thấy bao ghép lớn lắm không? Ờ, cũng 5 mùa đổ lên hết á. Dạ. Là 2,5 triệu phải không cô? Ờ, 2,5 triệu. Chiều cao là khoảng 5, chắc khoảng 1 mét không cô? Mét à, 8 tấc tới 1 mét. Dạ. 1,5 triệu nha cô chú anh chị, em thấy cái đế rất là... À, 2,5 triệu. Em thấy cái đế rất là dễ thương nha. Dạ. Còn cái bên đây thì giá bao nhiêu ạ? 1,5 triệu. 1,5 triệu là cái đại lộc hay sao? Ờ, cái đó dảo đó. Này dảo à, dảo đó để con. À, dảo Thủ Đức. Dạ, dảo Thủ Đức. Cái này là giá bao nhiêu ạ? Cái đó 1,5 triệu. Dạ. Còn cây đang nở hoa này bao nhiêu ạ? Cũng vậy luôn con. Cây này cũng 1,5 triệu. Dạ, có nhiều cây đế rất là đẹp luôn á với cô chú anh chị. Cô ơi, cây này giá bao nhiêu vậy cô? 1,5 triệu luôn. Cây này cũng 1,5 triệu luôn. 1,5 triệu đó. Dạ. Cây này đế rất là đẹp đó với cô chú anh chị. Dảo Thủ Đức nha. Mấy cây mini này thì giá sao đó cô? Giá 200 cây. Dạ. Còn nhỏ nhỏ. Ờ, đồng giá còn nhỏ nhỏ đó 150. Cây này là 200 không? Ờ, còn cây nhỏ là 150. Đó nhỏ đó, mình đưa lên. Dạ, giống ai? Đại lộc. Dảo. Nói chung á, đại lộc chứ dạo 150 đó. Còn chậu này là bao nhiêu con? 200 đồng giá luôn đó. À, chậu mini để bàn này thì giá từ 150 cho tới 200 nha quý cô chú anh chị. Cây nhỏ nhỏ nhưng mà để nụ rất là đẹp ha, cây được xử lý rễ quá luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, như cái này là 1,5 triệu. Để bàn rất là dễ thương nha cô chú. Một trăm rưỡi nha cô chú. Cây này cũng 150 luôn. Cô chú anh chị mình có dịp đến chợ hoa đường Hoàng Văn Thụ thì mình ghé cái lô bán mai Tết của cô ạ. À. Dạ, giá đại lộc thì tầm 150, 200 cho tới 1,5 triệu ha cô chú anh chị. Như cây này cũng 200 ngàn luôn quý cô chú anh chị nha. Cây được ghép liền cốt nha quý cô chú.
Dạ em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ. Chúc quý cô chú mình có một cây mai thật là đẹp, cũng như là Tết năm mới thật là vui cô chú anh chị nha. Em xin chào và kết thúc clip tại đây ạ.